Dạ em Quyền Trâm và anh Đức sẽ gửi đến tất cả các quý vị mình bài tăng cổ cung đàn. À là lì bậy bạ rồi lấy gọi ác ơi. Ai rang rồi tương lai
ta còn nghe dòng vang trong gió, tiếng nhạc đàn xưa và khúc khai hoàng ca qua tiếng hát của mai sao hòa lặng mây cung đàn. Dễ thương quá trời ha. Cảm ơn anh Đức, anh trai thân thương.